Video hôm nay sẽ có một cái món trà sữa siêu nổi tiếng của Thái Lan luôn. Trà sữa Bancha được recommend trong cái cuốn Michelin Guide tận mấy năm, chứ không có phải là được sao Michelin đâu nha. Thấy cũng có nhiều người bị nhầm cái khúc này. Hôm trước chị họ mình đi công tác Thái Lan nên mua về cho uống thử nè. Mà công nhận cái trà sữa này nó siêu mắc luôn. 160 hay 165 bạc gì đó. Mà topping nhìn thì chất lượng tận 3 hộp. Cái loại này mở ra nhìn giống trứng cá hồi ghê luôn. Rồi tới cái topping thứ hai này thì sẽ giống như là thạch xương sáo. Và topping cuối cùng là trân châu đen. Bây giờ thì lấy ra một cái ly đá cho hết cái topping vào nè, chế trà sữa vào rồi uống thử xem sao. Mà chắc tại là giá cao đó nên là ba cái loại topping cho thấy cũng nhiều. Nhưng mà mình vẫn tò mò lắm vì sao mà nó có thể mắc như vậy. Đối với mình trà sữa Thái mà giá này là nó quá mắc luôn đó. Trà sữa đặc nha, rất là sánh chứ không có hề lỏng đâu. Đi kèm cho hai cái ống hút nữa nè, một cái ống hút to, một cái ống hút nhỏ. Khuấy lên cho tan đá một xíu rồi uống thử thôi. Đầu tiên là về mấy cái phần topping. Đối với mình thì topping nó bị bình thường, không đặc sắc mà còn nhạt lắm. Chỉ có cái loại mà giống như trứng cá hồi á, cắn vào giòn thì vui miệng thôi, chứ còn tính ra nó lạt nhách à. Còn về trà sữa thì không có hề ngọt nhiều đâu nha. Nhìn cái chất nó đậm vậy thôi, chứ vị ngọt cũng vừa phải lắm. Trà thì cũng béo và thơm, nhưng mà thật sự cái giá này thì uống một lần cho biết thôi à.